Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua, ngày 18 tháng 10 năm 2024. Mỹ Xuyên cầm đỏ đi tiên, Tưởng Xuyên cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。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 
将军。 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 将军。
将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục Tưởng Xuyên buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Hồng Trí cầm đỏ đi tiên, Mỹ Xuyên cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。 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 将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军，chơi đến đây sát cục Hồng Trí buông cờ nhận thua. Video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh. Chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.